Tử vi tuổi Canh Tý 1960, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Canh Tý thường trưởng thành, tự lập sớm hơn những người khác. Vì vậy, cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định, sự nghiệp vững chắc. Họ khéo léo trong cách giao tiếp, ham học hỏi. Điều đó đã giúp tuổi Canh Tý tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài. Họ cả đời sống trong an nhàn, càng về già càng được hưởng cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý có cái tôi khá cao. Họ coi trọng danh dự và phẩm chất của mình hơn tất cả mọi thứ. Nếu như có ai đó cố tình xúc phạm đến lòng tự trọng của mình, tuổi Canh Tý sẽ đáp trả dữ dội. Với gia đình, bạn bè, họ luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ của cải, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Canh Tý sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người sinh vào năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh, bích thụ thổ, đất trên vách. Thiên định các bác tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi giải quyết hay quyết định. Bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm. Họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Canh Dương Kim gặp Ất Âm Mộc chính được gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Tử vi trong tháng 6 âm lịch cho rằng, trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Bước sang tháng 6 âm lịch, các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Các bác đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu. Ở tuổi này, với các bác tuổi Canh Tý, sự nghiệp hay tài lộc không còn là vấn đề được đặt hàng đầu. Các bác cần quan tâm đến sức khỏe, gia đình của mình. Các bác đã dành nửa đời người cho cơm áo gạo tiền với những bôn ba bươn trải ngoài xã hội. Thời điểm này là thích hợp để nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già bên gia đình. Hơn nữa, năm 2021 thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày sử dụng cho các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch.
qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 6 âm lịch của các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, các bác tuổi Canh Tý đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của các bác quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho các bác, giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân mình. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý muốn của mình. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của các bác rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, các bác nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi, công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp các bác lấy lại tinh thần. Những người trên cương vị lãnh đạo cần lưu ý, các bác nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy răng từ phía trước. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển, các bác tuổi Canh Tý hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tăng hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tăng hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà, với năng lực tăng hợp khí của vòng sẽ giúp gia chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân, từ đó xua đuổi những hung tinh, hóa giải vận hạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp các bác tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ các bác phát triển công việc trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tháng này các bác có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết các bác sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Các bác tuổi Canh Tý nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Tuy nhiên, các bác cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu các bác không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Các bác cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc các bác cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Sống có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Sa Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của các bác tuổi Canh Tý tháng này không thật sự khởi sắc. Các bác sẽ phải để tâm, lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình, luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Các bác nên thư giãn và để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Các bác đã sống quá nửa cuộc đời, các bác biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh các bác giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Hai người đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, các bác cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng để mối quan hệ của hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên các bác tuổi Canh Tý hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân,
từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của các bác tuổi Canh Tý khá tốt. Tuy nhiên các bác lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Các bác cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Xem tử vi năm 2021, sức khỏe của các bác tuổi Canh Tý không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của các bác trong thời gian sau. Các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Canh Tý sinh năm 1960. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để các bác tuổi Canh Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 xuân lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão, hợi thành Mộc Cụ, xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 6, tức ngày 21 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Canh Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 6, tức ngày 2 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Nhâm Ngọ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Canh Tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc cụ thể. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, tức ngày 16 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Ất Sửu. Có nạp âm Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 6, tức ngày 28 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Đinh Sửu, nạp âm Sản Hạ Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Canh Tý trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý vị hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.